ấy. Tịnh ấy hay đưa đến hữu dư niết bàn nên nói là thanh tịnh sáng suốt. Đưa đến vô dư niết bàn nên nói tịnh ấy không tương tục. Trước dùng ba tam muội không không vân vân, bỏ các thiện pháp, thọ mạng tối hậu tự nhiên chấm dứt, năm uẩn không đi cũng không tương tục nên tịnh ấy không tương tục. Vì 108 phiền não không thể ngăn che ô nhiễm tịnh nên nói là tịnh vô cấu. Thật hành đạo các pháp thật tướng bất nhị ấy, từ tâm khổ pháp nhẫn cho đến tâm thứ 15, gọi là đắc. Tâm thứ 16 tâm quán lý tứ đế qua 16 đoạn là khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí. Tập pháp nhẫn, tập pháp trí. Diệt pháp nhẫn, diệt loại trí. Đạo loại nhẫn, đạo loại trí ND được quả sa môn, gọi là trước trước là đắm trước vào chỗ chứng đắc không đọa lạc. Lại nữa tu 6 ba la mật cho đến khi sanh tâm nhu thuận nhẫn, gọi là đắc phát sanh, vô sanh pháp nhẫn, vào Bồ Tát vị, gọi là trước. Đối với pháp thanh tịnh ấy, dùng tâm vô sở đắc không có hai việc ấy, nên gọi là không đắc không trước. Tu pháp như vậy, biết hết thảy pháp rốt ráo không? Vì rốt ráo không, nên không thủ tướng, vì không thủ tướng, nên không khởi làm ba nghiệp. Vì không làm ba nghiệp nên không sanh vào thế gian. Thế gian tức ba cõi, trong đây vì hai nhân duyên nên không sanh. 1. Ba thứ sanh nghĩa, không khởi lên. 2. Ba cõi tự tánh nó không thể có được. Trong đây Phật Tổng nói nhân duyên, tức là ba cõi tự tánh không, nên nói sắc vân vân, trong ba cõi tự tánh không thể có được tịnh ấy vô chi, vì các pháp ám độn, như phẩm trên đã nói. Hết thảy pháp tánh thường chẳng sanh, vì chẳng sanh nên không thể có được, vì không thể có được nên rốt ráo thanh tịnh. Xá lợi Phất được thanh văn ba la mật, còn Phật là bậc nhất thiết trí, nhân hai vị hỏi đáp, nên các Bồ Tát tham trước bát nhã ba la mật. Vì thế Xá lợi Phất muốn dứt lòng tham trước bát nhã ba la mật của họ, nên nói. Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật tuy có công đức như vậy. Vì rốt ráo thanh tịnh, nên nói đối với tát bà nhã cũng không ích không tổn, như trong mộng huyễn, tuy có được mất cũng không ích không tổn, thí như hư không rốt ráo. Thanh tịnh không có gì, song cũng nhân hư không mà có việc thành tựu, và cũng không được nói hư không có tạo tác, cũng không được nói hư không không có lợi ích. Thí ba la mật nhân bát nhã ba la mật mà có sở tác thế nên nói bát nhã ba la mật không ích không tồn. Bát nhã ba la mật quán hết thảy pháp có lỗi bất tịnh. Vô thường, khổ, không, vô ngã, bất sanh. Bất diệt chẳng phải bất sanh, chẳng phải bất diệt vân vân, đủ các nhân duyên tán thán dứt hí luận về các quán, dứt đường ngôn ngữ, nên nói bát nhã ba la mật thanh tịnh không chấp thủ đối các pháp. Dứt hí luận về các quán, dứt đường ngôn ngữ, thời thức là vào tướng pháp tánh thế nên trong đây nói pháp tánh bất động. Kinh, bấy giờ tuệ mạng tu bồ đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vì ngã tịnh nên sắc tịnh. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Tu bồ đề thưa. Vì nhân duyên gì mà ngã tịnh nên sắc tịnh rốt ráo tịnh? Phật dạy, ngã không gì của chính nó nên sắc không có gì của chính nó, rốt ráo tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên thọ tưởng, hành, thức tịnh. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì nên ngã tịnh, thọ tưởng, hành, thức tịnh nên rốt ráo tịnh. Phật dạy. Ngã không có gì của chính nó, nên thọ tưởng, hành, thức không có gì của chính nó, nên rốt ráo tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên thí ba la mật tịnh, ngã tịnh nên giới ba la mật tịnh, ngã tịnh nên nhẫn ba la mật tịnh, ngã tịnh nên tấn ba la mật tịnh, ngã tịnh nên thiền ba la mật tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên bát nhã ba la mật tịnh. Ngã tịnh nên bốn niệm xứ tịnh. Ngã tịnh nên cho đến tám thánh đạo phần tịnh. Ngã tịnh nên Phật mười lực tịnh. Ngã tịnh nên cho đến 18 pháp không trung tịnh. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì, nên thí ba la mật tịnh, ngã tịnh cho đến 18 pháp không trung tịnh. Phật dạy, vì ngã không có gì của chính nó, nên thí ba la mật không có gì của chính nó, cho đến 18 pháp không trung không có gì của chính nó, nên tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên tu đà hoàn quả tịnh. Ngã tịnh nên tư đà hàm quả tịnh. Ngã tịnh nên A Na Hàm quả tịnh, ngã tịnh nên A La Hán quả tịnh, ngã tịnh nên Bích Chi Phật đạo tịnh, ngã tịnh nên Phật đạo tịnh. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân gì ngã tịnh nên tu Đà Hoàn quả tịnh, Tư Đà Hàm quả tịnh, A Na Hàm quả tịnh, A La Hán quả tịnh, Bích Chi Phật đạo tịnh, Phật đạo tịnh. Phật dạy, vì tự tướng không,
Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên nhất thiết chí tịnh. Phật dạy, vì rốt giáo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì ngã tịnh nên nhất thiết chí tịnh. Phật dạy, vì vô tướng vô niệm. Bạch Đức Thế Tôn, vì hai tịnh nên vô đắc vô trước. Phật dạy, vì rốt giáo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì, do hai tịnh nên vô đắc vô trước, là rốt giáo tịnh. Phật dạy, vì không nhơ không sạch. Bạch Đức Thế Tôn, vì ngã vô biên nên sắc tịnh thọ tưởng hành thức tịnh. Phật dạy, vì rốt giáo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì ngã vô biên nên sắc tịnh thọ tưởng hành thức tịnh. Phật dạy, vì rốt giáo không, vô thỉ không. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát biết được như vậy, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy, vì rốt giáo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì Bồ Tát Ma Ha Tát biết được như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy, vì biết đạo trùng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật do sức phương tiện trí tuệ nên nghĩ rằng, sắc chẳng biết sắc, thọ tưởng hành thức chẳng biết thọ tưởng hành thức. Pháp quá khứ chẳng biết pháp quá khứ, pháp vị lai chẳng biết pháp vị lai, pháp hiện tại chẳng biết pháp hiện tại. Phật dạy, Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật do sức phương tiện không nghĩ rằng, ta thí cho người kia ta chỉ giới như vậy. Ta tu nhẫn như vậy. Ta tinh tấn, tinh tớ, như vậy. Ta nhập thiền như vậy. Ta tu trí tuệ như vậy. Ta được phước đức như vậy. Ta sẽ vào pháp vị Bồ Tát, ta sẽ làm nghiêm tịnh cõi Phật thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, sẽ được trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy tu Bát Nhã Ba La Mật do sức phương tiện không có các ức tưởng phân biệt. Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, vô thỉ không, tán không, tánh không, chư pháp không, tự tướng không. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật. Do sức phương tiện nên không có chướng ngại. Luận, ban đầu Phật sai Tu Bồ Đề nói Bát Nhã, nếu có lời nói gì, không nên tìm nhân duyên của nó, nếu người khác nói thời nên tìm nhân duyên. Xá Lợi Phất đã hỏi tướng thanh tịnh Phật tác chứng, nay Tu Bồ Đề nói tướng thanh tịnh Phật cũng tác chứng. Ngã thanh tịnh nên năm uẩn thanh tịnh là như ngã rốt giáo không có gì của chính nó, không thể có được, năm uẩn cũng như vậy, rốt giáo không tức là ngã thanh tịnh. Năm uẩn thanh tịnh khó hiểu, ngã không dễ hiểu, nhưng năm uẩn không khó hiểu thế nên lấy việc dễ hiểu dụ việc khó hiểu. 6 Ba La Mật cho đến 18 Pháp không chung. Quả Tu Đà Hoàn cho đến Phật Đạo cũng như vậy. Vì ngã tịnh nên Pháp cũng tịnh. Hỏi, trên nói ngã không có gì của chính nó nên sắc cho đến 18 Pháp không chung cũng không có gì của chính nó, nay cớ sao nói quả Tu Đà Hoàn cho đến Phật Đạo tự tóng không? Đáp, ngã do nhân duyên hòa hợp giả gọi là sanh, đối với vô ngã có điên đảo chấp ngã thế nên nói ngã hư dối, không có gì của chính nó. Vì năm uẩn thuộc ở nơi nhân duyên, nên không có gì của chính nó. Thí Ba La Mật vân vân. Tuy thiện mà là pháp hữu vi tạo tác. Còn Bồ Tát thấy đúng thực nên nói là không có gì của chính nó. Quả Tu Đà Hoàn vân vân, là pháp vô vi tự tướng không, nghĩa là vô sanh vô diệt, vô trú vô dị, thế nên không nói là không có gì của chính nó, chỉ nói là tự tướng không. Lại nữa, vì nơi pháp hữu vi vì tà hạnh nhiều nên nói là không có gì của chính nó, trong pháp vô vi vì không sanh diệt, không tà hạnh, nên nói là tự tướng không. Ngã tịnh chí nhất thiết chủng tịnh là vì Bồ Tát hiểu sâu nên vô tướng vô niệm. Vô tóng là vô tướng tam muội, vô niệm là đối với vô tướng tam muội cũng không niệm. Nay Tu Bồ Đề biết Bát Nhã Ba La Mật thật thanh tịnh, nên bạch Phật vì hai tịnh nên vô đắc vô trước. Thanh tịnh có hai thứ. 1. Dùng nhị pháp thanh tịnh. 2. Dùng bất nhị pháp thanh tịnh. Nhị pháp thanh tịnh là danh tự thanh tịnh. Dùng bất nhị pháp thanh tịnh là chơn thanh tịnh. Phật dạy, tướng các pháp rốt ráo không, tại sao dùng nhị pháp thanh tịnh có đắc có trước? Trong đây nói nhân duyên, tức là hết thảy pháp không nhơ không sạch. Trong hai thanh tịnh phân biệt là nhơ là sạch. Vì ngã vô biên nên năm uẩn thanh tịnh là như ngã không, vì không nên vô biên, năm uẩn cũng như vậy. Hỏi, thường nói vì rốt ráo thanh tịnh, nay cớ sao lại nói rốt ráo không, vô thỉ không?
Đáp, rốt ráo không tức là rốt ráo thanh tịnh. Vì người ta sợ không, nên không nói chữ không, mà nói chữ thanh tịnh. Trong đây nói ngã vô biên, ngã tức là chúng sanh không, vì sao? Vì vô thì không. Nói biết được như vậy ấy gọi bát nhã là có thể thấy chúng sanh không, pháp không, hết thảy pháp rốt ráo không ấy gọi là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là rốt ráo thanh tịnh. Chư Phật thường đáp rốt ráo không, thế nên hỏi. Nếu rốt ráo không, sao còn nói Bồ Tát biết được như vậy, gọi là Bồ Tát bát nhã. Đây nạn rốt ráo không, vì rốt ráo không thời không có biết. Phật dạy, biết đạo trùng. Bồ Tát tuy biết hết thảy pháp rốt ráo không, song muốn làm chúng sanh biết được rốt ráo không ấy, để xa lìa tâm chấp trước. Chỉ vì phá tâm chấp trước nên nói rốt ráo không, chứ chẳng phải thật có nhất định nói rốt ráo không, tức là đáp về đạo trùng trí. Bấy giờ tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, người tu bát nhã nghĩ rằng, sắc chẳng biết sắc vân vân, ý Phật bát nhã không có định tướng, chỉ vì đạo trùng trí nên phân biệt nói một. Nhất thiết trí, là trí của nhị thừa, biết tổng tướng các pháp, tức là biết tướng không, nhiều trường hợp nhất thiết cũng là trí của Phật. 2. Đạo trùng trí, là trí của Bồ Tát, biết đạo pháp mỗi mỗi sai biệt. 3. Nhất thiết trùng trí, là trí của Phật, sáng suốt viên mãn, thông đạt tổng tướng biệt tướng, biết pháp hóa đạo dứt hoặc sai khác. Đúng thật ba trí không rời nhau n. D. Khiến Bồ Tát Ma Ha Tát có phương tiện nên pháp tuy rốt ráo không, cũng biết rằng sắc chẳng biết sắc vân vân, như vậy. Quán hết thảy pháp rốt ráo không, chỉ có trí tuệ năng quán tồn tại, không nên rốt ráo không, vì dẫn đạo chúng sanh tâm chấp trước, khiến vào rốt ráo không. Phật đáp, nếu Bồ Tát tu bát nhã có phương tiện thời có thể quán pháp bên ngoài rốt ráo không, sắc chẳng biết sắc vân vân, bên trong tự quán nội tâm cũng với lực phương tiện như vậy. Nếu khi tu bố thí, không khởi tâm nghĩ rằng, ta thí cho, người kia nhận lấy. Trước đây tu Bồ Đề nói sắc chẳng biết sắc là hết thảy pháp không, cho nên không biết nhau. Không biết nhau nên không làm. Phá hai sự tức là phá người nhận và vật bố thí hai sự này đều ở bên ngoài. Nay thì phá người cho đến phá ngã. Tu trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Trong đây nói nhân duyên. Bồ Tát tu bát nhã. Nhờ sức phương tiện nên không phân biệt như vậy. Vì nội không nên cho đến tự tướng không, 13 không ấy phá các pháp chọn hết, còn năm thứ không sau là tổng tướng ấy gọi là Bồ Tát không có chi ngăn ngại. Không có chi ngăn ngại là vì lấy 18 không ấy mà không hết thảy pháp, không có chi ngăn ngại. Hết cuốn 63 theo bản Hán. Chấm, chấm, chấm. Ghi chú. Phật tử sẽ có nhiều lợi ích khi nghe kinh một cách tích cực bằng cách đọc theo với một giọng ôn hòa, và đi trên máy đi bộ thật chậm để luôn tỉnh giác, tránh buồn ngủ. Mong muốn làm được điều tốt là bước đầu tiên để có thể làm được điều tốt bất chấp ta có làm được việc tốt hay không. Điều này cũng áp dụng cho việc thề nguyện mong ước trở thành Phật. Đó là lý do cho sự thề nguyện cứu độ chúng sanh của Bồ Tát Hạnh cũng nên lặp lại là bất chấp việc thề nguyện đó có làm được hay không.